chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hà Nội và cả nước. Quý vị khán giả thân mến, ngày nay chúng ta đang chịu những tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, môi trường tự nhiên bị hủy hoại. Điều này thì khiến cho xu hướng được gần gũi với thiên nhiên càng được mọi người quan tâm. Ai cũng có nhu cầu được nghỉ ngơi và đắm mình vào trong những không gian trong lành và mát mẻ. Ngày hôm nay tôi đang có mặt tại một địa điểm chỉ cách Hà Nội khoảng gần 10 km, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, công viên thực vật cảnh Việt Nam. Nơi đây không chỉ là nơi bảo tồn những loài hoa, cây cảnh quý hiếm mà còn được ví giống như một ốc đảo nằm ngay giữa lòng Hà Nội, được rất nhiều du khách ghé thăm. Hãy cùng với chúng tôi khám phá xem không gian xanh ở đây có gì đặc biệt nhé! Các loài hoa đang đua nhau khoe sắc. Những tán lá cây tỏa bóng mát giúp cho ngày hè trở nên dịu nhẹ hơn. Những du khách với chiếc váy nhẹ nhàng, nhiều màu sắc tạo cho không gian thêm rực rỡ sắc màu. Dạ, con chào chú ạ. Chú ơi, khi con bước chân vào công viên của mình thì con cảm thấy rất ấn tượng với không gian trong xanh này, mát mẻ và trong lành. Vậy chú có thể chia sẻ và giới thiệu không gian này tới quý vị khán giả được không ạ? Vâng, ở đây là mùa nào cũng có hoa lá xanh tốt, mỗi mùa mỗi cảnh sắc. Đấy, bạn thấy rằng là cây ăn quả, cây hoa rồi 16 bộ sưu tập mà. Thế nên là rõ ràng là bạn sẽ bỡ ngỡ về các loài thực vật làm cảnh và sự tươi mát ở đây. Con người thì đang chịu những tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và môi trường tự nhiên cũng bị hủy hoại. Bởi vì điều này mà chúng ta đang có xu hướng là muốn gần gũi với thiên nhiên hơn. Phải chăng đây cũng chính là phương hướng của công viên mình hướng tới đúng không ạ? Tôi có hơn 30 năm trong cái nghề làm cảnh quan và hiểu biết rất nhiều các loài thực vật. Và chỉ mong muốn là nó có một cái khu để chúng tôi tổ chức sưu tầm để giới thiệu và hướng dẫn mọi người dùng cây xanh cho đô thị. Giải pháp của chúng tôi là dùng các loại cây xanh thuyết phục mọi người yêu thiên nhiên hơn, yêu hoa cây cảnh hơn. Và cái hành vi của họ là sẽ mang cây về trồng bất cứ đâu. Khó khăn thì chúng tôi tư vấn rồi. Khi ở trong nhà phố thì nó lắng lóng, nó bị chói trang, không gian thì chật hẹp. Thế thì như vậy là chỉ có mỗi giải pháp cây xanh mới đem lại một cái đời sống trong lành sinh thái cho đô thị chúng ta thôi. Chúng có thể giới thiệu đôi nét về hoa tường vi này không ạ? Hoa tường vi này nó là một loài cây kháng chịu khắc nghiệt vô kỳ cùng lớn, cây lớn chậm và hoa mùa hè. Thế về mùa hè các cụ mình còn gọi hoa tường vi là hạ đào, có nghĩa là nó là hoa đào nở mùa hè. Cái sức sống của cây hoa tường vi vô cùng là mạnh mẽ. Nó có thể là đại diện tượng trưng cho cái sức mạnh của người Việt, có nghĩa là kiểu gì cũng sống được đấy và khẳng khiu. Nơi đây chính là một khu rừng thu nhỏ với khoảng 2.000 loài hoa, cây cảnh, cây thủy sinh. Không gian nơi đây được nhiều người ví von là mái nhà của nhiều loại cây cảnh đa dạng, phong phú, cùng muôn vàn loài hoa rực rỡ, khiến ai đến đây cũng đều cảm thấy say lòng. Lần đầu tiên mình đến đây, mình thấy cảm giác là không gian này nó rất là xanh mát mà mình đã được xem ở trên Facebook rồi xem mà các bạn mình giới thiệu ấy. Thế là hôm nay mình phải tranh thủ thời gian nghỉ một buổi làm để đến đây chụp ảnh để tận hưởng cái không khí này. Quý vị khán giả thân mến, khi được lắng nghe chú chia sẻ thì Ngân Hà cũng đã hiểu hơn. Du khách khi ghé thăm tới không gian của công viên thực vật cảnh Việt Nam không chỉ được chiêm ngưỡng những loài hoa, cây cảnh mà còn được tìm tòi và học hỏi rất nhiều những điều thú vị về thiên nhiên.
không chỉ mang đến một không gian xanh mướt, yên bình, mà nơi đây còn truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường với những tác phẩm trong trang trại được tái chế từ vật dụng bỏ đi. Nơi đây còn là sân chơi để công chúng khám phá hơn nữa vẻ đẹp của thiên nhiên qua các câu lạc bộ, để thêm hiểu, yêu thiên nhiên, từ đó gây dựng, chung sống và nâng niu chúng. Xin chào bạn. Dạ, chào bạn ạ. Như mình tìm hiểu thì ở đây có câu lạc bộ vẽ nặng thiên nhiên. Vậy không biết là khi mà mọi người tham gia thì sẽ được trải nghiệm những gì? Tại công viên thực vật cảnh Việt Nam thì bên mình giới thiệu cho tất cả mọi người, chủ yếu là các bạn trẻ con, các bạn trẻ nhỏ, những cái trò chơi với thiên nhiên, sử như là trò chơi nặn gốm. Vớt nặn gốm là một trò chơi vừa truyền thống vừa là sử dụng một thành tố của thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. Bên mình còn có các trò chơi về làm tranh lá, in lá lên giấy, in lá lên đất, sáng tạo các sản phẩm từ các cái sản phẩm handmade từ các vật liệu môi trường như kiểu lá khô, cành khô, rồi hoa, rồi tất cả mọi thứ mà mọi người có thể tìm được khi mà vui chơi ở trong thiên nhiên. Bạn có thể chia sẻ mong muốn cũng như là thông điệp khi mà mọi người tham gia các hoạt động trải nghiệm không ạ? Như cái trò chơi vớt lặn gốm đấy là một trò chơi truyền thống, một cái nghề truyền thống mà từ rất nhiều đời nay chúng ta đã làm, sử dụng một cái thành tố của thiên nhiên để tạo ra những sản phẩm phục vụ cho đời sống con người. Từ đấy là mình muốn truyền tải đến cho mọi người thông điệp rằng là mọi cái sản phẩm trong thiên nhiên, từ những cái lá khô, từ những cái cành khô đều có thể sử dụng để làm đẹp được cho cuộc sống của mình. Chính cái nghệ thuật thiên nhiên giúp chúng ta yêu thiên nhiên hơn, giúp chúng ta cảm thấy gần gũi với thiên nhiên hơn, và từ đó chúng ta sẽ có ý thức hơn về việc là giữ gìn thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên và đưa thiên nhiên đến cuộc sống mình. Cái bàn nó phải xoay như này thì phải đảm bảo như này đã sẵn sàng Quý vị khán giả thân mến, trong nhịp sống hối hả, nếu như bạn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi với công việc và cuộc sống thì hãy dành thời gian để ghé thăm nơi đây, hòa mình cùng với thiên nhiên, tìm hiểu về hoa và cây để tiếp thêm cho mình năng lượng nhé.